Các bạn đã từng thắc mắc quá trình moi nội tạng một con sao biển sẽ như nào chưa? Có gì ẩn chứa phía trong đó? Hôm nay hãy đồng hành cùng Mèo Ú để giải mã vấn đề thú vị này nhé! Đảm bảo sẽ có nhiều điều cực hay ho luôn đấy. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là gửi lời cảm ơn tới bạn Đinh Bảo An, bạn Ngô Quốc Anh và bạn Nguyễn Minh. Đây là ba bạn bình luận nhanh nhất trong video hôm qua. Mèo luôn trân trọng tình cảm các bạn dành cho kênh. Bạn nào cũng muốn được nhắc tên trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Người đồng hành cùng chúng ta trong hành trình lần này là anh vua lì đòn với đam mê mãnh liệt là khám phá các loài sinh vật độc lạ. Hiện tại anh đang có mặt tại hoang đảo Bình Dương. Mục tiêu hôm nay là giới thiệu tới mọi người càng nhiều sinh vật càng tốt. U là trời, anh vừa bắt được một con bạch tuộc siêu bé tí hon. Không ngờ giữa đại dương bao la lại tồn tại một loài vật nhỏ như này. Có vẻ con bạch tuộc cũng đang mê mẩn vẻ đẹp trai của anh lì nên liên tục bám chặt cánh tay. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng tới lúc tàn. Bây giờ anh sẽ thả em nó về lại với vòng tay mẹ thiên nhiên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đi tiếp mấy bước anh bắt gặp một con sao biển. Sinh vật này có lẽ không còn quá xa lạ nữa. Gặp được nhau ở đây chắc cũng do duyên nên anh quyết định sẽ đem em nó về nuôi dưỡng. Hy vọng trong tương lai nó sẽ phát triển thuận lợi và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân vật tiếp theo chúng ta gặp gỡ là anh Ba Trà Cú. Thấy anh lì bắt được sao biển về nuôi, anh này cũng kém miếng khó chịu. Vậy nên anh quyết định ra cửa hàng sinh vật biển gần nhà chọn lấy vài con. Vừa thấy anh Ba bước vào, bọn cá rất mừng vì nghĩ rằng sắp tìm được chủ nhân mới. Nhưng đáng tiếc mục đích từ đầu anh tới đây đã không phải vì các em rồi, mà phải là em sao biển này cơ. Tuy nhiên một con là chưa đủ, anh còn muốn nuôi cả một bể luôn. Đã chơi thì phải hơn anh lì anh mới chịu. Anh cũng không quên quan sát xung quanh xem có con nào đẹp hơn nữa không. Phải công nhận cửa hàng này nuôi quá nhiều sinh vật độc lạ luôn. Đối với mấy báo thủ như anh Ba hoặc anh lì thì nơi này chẳng khác nào thiên đường. Hiện tại anh Ba đã thành công đưa các em nó về nhà. Trước đó anh cũng đã kịp chuẩn bị mấy cái bể mới. Đây sẽ là tổ ấm của bọn sao biển trong thời gian tới. Đầu tiên anh đổ hết chúng nó ra xô trước. Nhà không có gì ngoài điều kiện nên anh cũng mua kha khá. Thậm chí nếu được anh muốn mua đủ 7 sắc cầu vồng luôn. Trông con sao biển này chẳng khác gì cái bánh quy sô-cô-la các bạn nhỉ. Còn con này lại có màu đỏ au rất độc đáo. Hôm nay Mèo mới biết sao biển lại đa dạng và nhiều hình dáng tới thế. Bây giờ anh sẽ bơm nước từ bể vào xô để chúng nó tự thích nghi trước. Khoảng 30 phút sau đó anh mới lần lượt chuyển chúng vào căn nhà mới. Con đầu tiên được lựa chọn là sao biển bánh quy, tiếp theo là sao biển màu đỏ. Nhưng có lẽ con làm anh ấn tượng nhất ngày hôm nay phải là ngôi sao xanh này. Không chỉ đẹp về màu sắc mà kích thước của nó cũng lớn nhất so với những con còn lại. Vậy là lần này anh Ba Trà Cú đã thành công nhận nuôi thêm 4 con sao biển, gấp hẳn 4 lần so với anh vua lì đòn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải tốn thời gian gấp 4 lần để chăm sóc chúng. Vốn là người yêu động vật, anh luôn nhận thức được rằng khi nhận nuôi bất kỳ sinh vật nào cũng cần có trách nhiệm cho chúng cuộc sống tốt nhất. Và dường như anh Ba đã làm rất tốt công việc ấy. Anh tập trung quan sát bọn sao biển cả ngày lẫn đêm. Thậm chí anh còn đầu tư thêm dàn đèn chiếu sáng phía trên để tiện cho việc chăm sóc. Hàng ngày anh cũng đều đặn cho chúng ăn những món bổ dưỡng và thượng hạng nhất. May mà đồ ăn của bọn này cũng chỉ đơn giản là chất mùn hoặc tảo biển nên anh có thể đáp ứng được. Với lại kích thước chúng nó nhỏ nên ăn cũng ít thôi. Nhân tiện lúc bọn sao biển đang thưởng thức bữa ăn, anh sẽ flexing về bể cá bên cạnh. Con này nhìn kỹ khá giống cá mập nhưng lại không đúng lắm. Có bạn nào biết tên gọi chính xác thì comment xuống dưới khai sáng cho Mèo với nha. Tới khi anh Ba bật đèn sáng lên chúng ta mới thấy các họa tiết chấm đen trên da cá. Ngoài ra loài này có cái miệng cực độc đáo, Mèo chưa từng thấy ở bất cứ sinh vật nào trước đây cả. Ngoài con cá đó ra, trong nhà anh Ba còn vô số loài khác nữa. Mỗi ngày niềm vui của anh là đi làm về rồi xà vào ngắm chúng nó một lượt. Những lúc như thế anh cảm thấy dường như mọi mệt mỏi tan biến hết, cả thế giới chỉ còn anh và lũ cá mà thôi. Chắc hẳn đó cũng là cảm nhận chung của những anh em có cùng đam mê chơi cá. Nói về các thể loại bể thì anh Ba chẳng ngần ngại khoe luôn, là anh còn có cái bể lưới như này nữa. Nó cực kỳ thuận tiện cho việc quan sát những con cá từ phía trên. Nói chung là cái sở thích của anh Ba thì cũng có hai mặt. Mặt tốt là anh xác định được mình thích gì và sẽ sống hết mình với thứ được gọi là đam mê. Còn mặt không tốt là hàng tháng làm được bao nhiêu anh đổ vào chơi cá hết. Vậy nên đã gần 30 nồi bánh chưng rồi anh vẫn chưa tiết kiệm được tiền lấy vợ. Nhận thấy tấm gương sáng là anh Ba Trà Cú nên anh Đạt 09 đã có bước đi chính xác hơn. Thay vì mua sao biển về nuôi, anh quyết định thử làm thịt chúng nó xem thế nào. Và dĩ nhiên để làm công việc này anh cần bỏ ra số tiền không ít mua về một con siêu to khổng lồ. Vậy thì ăn mới bõ chứ mua những con bé như của anh Ba thì ăn không bõ dính răng. Thực tế khi nhắc đến sao biển, nhiều người nghĩ đây là loài động vật chỉ để ngắm. Nhưng thật ra chúng còn được chế thành một số món ăn hấp dẫn. Bây giờ anh Đạt sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cận cảnh em nó. Phần trên đỉnh đang lật lên phía trên là hậu môn. Còn những đốm trắng xung quanh không phải mụn cóc đâu nhé. Mà chúng là những lỗ thông khí giúp sao biển đào thải lượng nước dư thừa. Thôi không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, anh Đạt sẽ bắt tay vào sơ chế con sao biển này ngay lập tức. Hiện tại nó đang cuộn tròn cơ thể để phòng thủ, vậy nên anh cần tìm cách tháo các chân ra. Anh dùng dao cắt dọc theo các khe hở, cắt tới đâu nước trào ra tới ấy. Cuối cùng cũng thành công tách được một chân. Thì ra phía trong nội tạng con sao biển trông như này.
Chắc hẳn giờ thì chúng ta đã có lời giải đáp cho câu hỏi đầu video rồi nhỉ? Anh Đạt cho biết khi vừa cắt ra sộc vào mũi anh là mùi tanh của cá. Đây là mùi chung của tất cả các loài hải sản. U là trời, anh Đạt còn vừa liếm thử một miếng nữa kìa. Có đói đến mấy thì cũng đợi chút nữa chứ anh ơi. Để luộc được cả một con sao biển to và dày như thế, anh sẽ dùng tới vũ khí bí mật là một chiếc nồi áp suất. Thời gian đun là khoảng 3 tiếng, cho đến khi mở ra nước đã chuyển màu rõ rệt. Còn con sao biển cũng đã đổi sang màu cam tương tự như khi luộc cua. Lúc này các lỗ thông khí trên thân đã có thể cạo bỏ đi dễ dàng. Không những thế phần gạch phía trong cũng cực nhiều. Bạn nào mê gạch cua chắc sẽ thích lắm cho mà xem. Tiếp theo anh Đạt cắt đôi miếng sao biển và rửa sạch phần vỏ ngoài. Anh cho biết cái cảm giác chẳng khác nào chạm vào lốp ô tô cả. Thậm chí mặt còn lại cứng như xương. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm phải ăn cho bằng được. Tâm sự thật với mọi người, đây cũng là lần đầu tiên anh Đạt làm công việc moi nội tạng một con sao biển nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Rất nhanh chóng anh đặt chảo lên bếp và đun một chút rượu sake. Tiếp theo cho miếng thịt sao biển vào rồi thêm nước tương. Thành phẩm cuối cùng không có gì thay đổi cả. Vẫn màu sắc và hình dáng ấy nhưng đã bị anh thái ra thành nhiều miếng nhỏ. May mà sau khi đun 3 tiếng bằng nồi áp suất, miếng thịt đã mềm hơn nhiều nên anh mới dùng dao thái được. Chứ cứ như trước ấy thì bó tay. Cuối cùng anh Đạt đã được thưởng thức thành quả lao động sau một buổi sáng chật vật. Ngay miếng đầu tiên anh bị xịt keo cứng nhắc mất 5 giây. Rất khó để miêu tả kết cấu của con sao biển này. Cảm giác nó như miếng thạch thô nhưng không có mùi vị gì cả. Nói chung là anh Đạt không ưng món này lắm. Món thứ hai là gạch sao biển. Sau trải nghiệm vừa rồi anh đã có chút sợ hãi và chần chờ. Thì ra thịt sao biển không ngon như anh nghĩ. Thậm chí là mùi vị có chút tệ. Tự nhiên thấy tiếc số tiền phải bỏ ra quá. Phần gạch sao biển được đánh giá là khá giống gạch cua nhưng mùi vị nhạt hơn. Túm cái váy lại, anh Đạt khẳng định mình sẽ không bao giờ ăn lại loài vật này nữa. Ngoại trừ trong trường hợp trái đất này không còn gì để ăn nữa thì anh sẽ xem xét. Các bạn thấy sao về hành trình hôm nay và có ấn tượng gì với các món ăn từ sao biển không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Thế nhưng một người hảo anh em của anh Đạt lại không biết lấy anh ra làm gương, vẫn nhất quyết đi lại vào vết xe đổ trước đó. Không ai khác chính là anh Thái Dối. Hôm nay anh quyết tâm thực hiện lại công việc anh Đạt đã làm thất bại. Nhân một ngày thời tiết mát mẻ gió thổi hiu hiu, anh Thái quyết định tìm một vị trí để picnic. Do là người đã có kinh nghiệm nên đồ nghề của anh rất đầy đủ. Nào là song nồi hay bếp ga. Hiện tại anh đang đun một nồi nước sôi lớn, dự định sẽ luộc hai con sao biển mới mua được. Trong chuyến hành trình lần này anh còn rủ thêm cả nóc nhà nữa. Lâu lắm chồng vợ hài mới có thời gian riêng với nhau nên chị cũng rất hào hứng. Chị còn đòi giúp anh thả con sao biển vào nồi. Bây giờ cần đậy nắp lại cho nước sôi và chờ khoảng 15 tới 20 phút. Trong lúc đó hai anh chị sẽ cùng nhau đi dạo chơi xung quanh để chiêu chiêu ôn lại chuyện ngày xưa. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, loáng cái đã hết 15 phút. Lúc này hai con sao biển cũng vừa chín tới. Để cho nguội một lúc là chị vợ có thể dùng tay không bẻ được rồi. Trông kết cấu thì con này đơn giản hơn con của anh Đạt không chín. Chị vợ vừa ăn thử một miếng gạch và thật bất ngờ chị lại thấy ngon. Không biết có được bút quảng cáo không mà trông mặt chị không uy tín lắm. Thấy anh Thái không tin, chị nhiệt tình mời anh ăn thử một miếng. Trông vậy thôi chứ anh cũng khá rén. Thật may vị nó giống hệt gạch cua nên không có gì quá kinh khủng. Nhưng anh cũng phải nói thật là nó khá lạ so với những món từng ăn trước đây. Chắc chấm cùng chút muối sẽ ngon hơn. Bởi tính anh vốn thật thà từ xưa đến nay nên thấy sao anh sẽ nói vậy. Kết thúc con thứ nhất, bây giờ tới con thứ hai. Do đã quen tay nên chị vợ xử lý nhanh chóng và gọn gàng hơn. Con này thì cũng tương tự trước đó. Trong các xúc tu chủ yếu là phần gạch chứ không có chút thịt nào. Nhìn cận cảnh mới thấy cấu tạo của chùm gạch này độc đáo quá mọi người nhỉ. Bạn nào mắc chứng sợ lỗ chắc sẽ không thích điều này đâu. Chị vợ vẫn sẽ là người nếm thử trước. Cái kết nằm ngoài mong đợi là nó có vị ngọt hơn con trước. Chị cũng nhiệt tình mời anh Thái thêm miếng nữa, anh bảo xin nhường lại sự may mắn này cho người khác. Dù biết lãng phí đồ ăn là không tốt nhưng anh thực sự không nuốt nổi nữa. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin tưởng đánh giá của anh Đạt không chín rồi. Có một lời khuyên cho những ai đang có ý định thử món sao biển là thả lấy tiền mua tôm cua cá mà ăn cho ngon. Chứ thực sự món này khá kén người ăn và không ngon như chúng ta vẫn nghĩ. Trong lúc anh Thái đang bận liên thuyên thì chị vợ vẫn cần mẫn xử lý nốt phần còn lại. Đúng là tâm lý chung của những người phụ nữ mà. Họ thường cố gắng ăn nốt những gì do chồng con để lại nhằm tránh lãng phí. Để kết thúc hành trình hôm nay, chúng ta sẽ tham gia một thử thách nhẹ nhàng hơn nhằm bù đắp những trải nghiệm không mấy khả quan trước đó với loài sao biển. Đó là theo chân anh Hải Gióng hoàn thành một hệ sinh thái đại dương thu nhỏ. Hiện tại anh Hải đang có mặt tại bãi biển Bình Hưng, nơi đây nổi tiếng với vô số loài sinh vật độc lạ. Vậy nên không mất quá nhiều thời gian anh đã bắt được con sao biển đầu tiên. Cứ tưởng đã thoát khỏi vỏ dưa, ai ngờ ra đây vẫn gặp vỏ dưa. Nhưng rút kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước, anh Hải sẽ không ăn nó đâu mà chỉ để nuôi ngắm cho đã con mắt. Tổng cộng anh bắt được 3 con sao biển, trong đó có 2 con là loài sao biển gai có độc. Ngoài các loài động vật thì tại đây cũng tồn tại vô số loại tảo bẹ san hô và một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chắc chắn không thể thiếu chúng nó được. Để công việc năng suất hơn, anh còn đặt thêm cây vợt trên Shopee. Ông trời không phụ người có công, nhờ nó mà anh nhanh chóng bắt thêm được vài con cá con tôm. Bãi biển này tương đối hoang vắng nên một mình anh Hải thích làm gì thì làm. Đối với một người hướng nội part-time thì anh rất tận hưởng khoảng thời gian này. Hôm nay nhờ các cụ gánh còng lưng anh bắt được cực nhiều cá.
cứ như thể chúng nó thấy anh đến nên thi nhau lao tới mong được anh chọn ấy. Trong số những con đang bơi lội tung tăng kia thì mèo chẳng biết tên con nào cả. Mong bạn nào đang xem video mà có hiểu biết sâu rộng về cá thì khai sáng giúp mèo ở dưới phần bình luận với nhé. Nhưng đối với anh thế chưa đủ, anh muốn phải nhiều hơn nữa cơ. Chịu khó tìm kiếm trong mấy hang hốc, anh phát hiện một con bạch tuộc. Con này có kích thước gần bằng bàn tay và đang không ngừng cựa quậy muốn thoát ra ngoài. Nhưng hôm nay gặp phải anh Hải là do em xui thôi. Vừa thả vào bể nó đã không ngừng phun mực vì sợ hãi. Lần đầu tiên mèo được thấy cận cảnh con bạch tuộc nhả mực như này đấy. Thấy trong hệ sinh thái chưa có ốc nên anh tóm luôn con trước mặt. Không muốn thì thôi chứ anh thích cái là bắt được ngay. Cứ tưởng thế là xong nhưng không, anh vô tình phát hiện một con sao biển khác nữa. Nhìn kỹ thì chẳng phải một mà là cả đại gia đình. Nếu các em đã có lòng thì anh cũng xin có nước mắm. Ngoài ra trước khi trở về anh còn kịp tóm thêm hai con nhím gai cho vui cửa vui nhà. Vậy là chuyến hành trình hôm nay đã kết thúc một cách trọn vẹn với hệ sinh thái thu nhỏ của anh Hải Gióng. Các bạn có cảm nhận gì thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.